Thưa quý vị, cơ quan nghiên cứu phát triển hàng không vũ trụ của Nhật Bản đã hạ cánh an toàn xuống mặt trăng. Tàu vũ trụ của cơ quan này đã hạ cánh an toàn xuống mặt trăng. Và thành công này đã đưa Nhật Bản trở thành quốc gia thứ 5 đưa thành công tàu vũ trụ lên mặt trăng. Từ Nhật Bản, phóng viên Long Nguyễn thông tin chi tiết. Sau hành trình 380.000 km trong 4 tháng, đến 0 giờ 20 phút sáng nay theo giờ Nhật Bản, tàu vũ trụ Slim của cơ quan nghiên cứu hàng không vũ trụ nước này đã thực hiện thành công sứ mệnh quan trọng cũng là khó khăn nhất, đó là hạ cánh an toàn xuống mặt trăng. Tàu mang theo hai robot nhỏ với các công nghệ cần thiết. Sau khi hạ cánh, hai robot này đã tách ra để bắt đầu khám phá mặt trăng. Trong cuộc họp báo ngay sau đó, cơ quan nghiên cứu phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản cho biết, truyền nhận tín hiệu giữa tàu vũ trụ và chạm trái đất vẫn đang hoạt động bình thường. Tuy nhiên có một chút vấn đề về tấm pin năng lượng mặt trời, nên các hoạt động hiện nay đang ở chế độ tiết kiệm pin. Tàu vũ trụ Slim chỉ nặng có 700 kg, chưa bằng một nửa so với tàu Chandrayaan 3 của Ấn Độ hay tàu Luna 25 của Nga. Về cơ bản, trọng tải thấp thì chi phí sẽ thấp. Theo thống kê năm 2022 của SpaceX, chi phí trung bình cho 1 kg trọng tải khi đưa vào không gian có thể lên tới $54.500. Theo tính toán của cơ quan nghiên cứu hàng không vũ trụ Nhật Bản, tàu Slim có thể hạ cánh với sai số chỉ 100m, chính xác hơn nhiều so với các tàu thăm dò vũ trụ trước đây, có độ sai lệch từ vài đến vài chục km. Điều này giúp các tàu thăm dò có thể hạ cánh ở những vùng có địa hình phức tạp trên mặt trăng cũng như các hành tinh khác trong tương lai. Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản.